Chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không cần rất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. 48 người thiệt mạng vì động đất ở Nhật. Giới chức Nhật Bản cho biết trận động đất mạnh 7,6 độ ngày 1 tháng 1 đã khiến ít nhất 48 người thiệt mạng, 14 người bị thương nặng. Con số thương vong được cơ quan phòng chống thảm họa tỉnh Ishikawa đưa ra hôm nay. Các quan chức thêm rằng số người chết và bị thương có thể tăng thêm khi lực lượng cứu hộ tiếp cận những khu vực bị động đất tàn phá nặng nề nhất. Tại thành phố Wajima của tỉnh Ishikawa, trận động đất mạnh 7,6 độ trong ngày đầu năm mới đã phá hủy nhiều nhà cửa, khiến một tòa nhà 7 tầng sụp đổ và gây thảm họa quy mô lớn tại khu chợ sáng. Đám cháy bao trùm 200 công trình ở trung tâm Wajima nhưng đã được khống chế vào sáng nay. Giới chức cho biết đã nhận được nhiều thông tin về các nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát và lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để giải cứu họ. Hơn 3.000 nhân viên cứu hộ đã triển khai đến các khu vực bị ảnh hưởng ở bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa. Nhật Bản ngày 1 tháng 1 ứng chịu 155 trận động đất trên toàn quốc, chủ yếu ở khu vực miền Tây, trong đó mạnh nhất là phần trận 7,6 độ ở tỉnh Ishikawa. Chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ là cuộc chạy đua với thời gian, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp hôm nay. Ông mặc trang phục màu xanh dương, thường được giới chức Nhật Bản sử dụng trong các chiến dịch khắc phục hậu quả thiên tai. Theo ông Kishida, lực lượng cứu hộ rất khó tiếp cận cực bắc bán đảo Noto do hệ thống đường sắt đã bị phá hủy. Trực thăng khảo sát khu vực cho thấy nơi đây xảy ra nhiều trận hỏa hoạn, hạ tầng thiệt hại diện rộng. Khoảng 120 trường hợp đang chờ được giải cứu, theo phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản. Tàu hỏa và máy bay đến khu vực bị đình chỉ, sân bay Noto đóng cửa do đường băng, nhà ga và các tuyến đường đến đây bị hư hại. Đài NHK ước tính khoảng 500 người mắc kẹt trong các phương tiện ở bãi đổ xe. Tại Suzu, thị trấn ven biển gần tâm chấn với hơn 5.000 hộ gia đình, số ngôi nhà bị phá hủy có thể lên đến 1.000, theo hiệu trưởng Masahiro Uzumiya. Tình hình hiện tại thật thảm khốc, ông nói. Hoàng gia Nhật Bản đêm 1 tháng 1 thông báo quỹ buổi chào đón công chúng tại Hoàng cung dự kiến tổ chức hôm nay. Vua Hoàng hậu Nhật Bản rất lo ngại về tình hình tại các khu vực bị động đất ảnh hưởng và hy vọng các nỗ lực cứu hộ sẽ được triển khai nhanh nhất có thể. Sự kiện chào đón công chúng tại Hoàng cung Nhật Bản từng bị hủy vào năm 2021 và năm 2022 do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Năm nay là lần đầu tiên sự kiện bị hủy do thảm họa tự nhiên. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1 tháng 1 cho biết Washington sẵn sàng hỗ trợ Tokyo khắc phục hậu quả thảm họa. Là đồng minh thân thiết, Mỹ và Nhật Bản có mối quan hệ hữu nghị sâu sắc, người dân hai nước đoàn kết, ông chủ Nhà Trắng nói. Chính quyền của tôi đã liên hệ với giới chức Nhật Bản, Mỹ sẵn sàng cung cấp mọi nỗ lực hỗ trợ cần thiết cho người dân nước này. Bản tin kế tiếp, cách Ukraine có thể nâng cấp tên lửa từng bắn chìm sói hạm Moskva. Ukraine thông báo thực hiện dự án Nestin dài, dường như là tăng độ dài để tăng tầm bay của mẫu tên lửa diệt hạm từng bắn chìm sói hạm Nga Moskva. Tháng 4 năm ngoái, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moskva, sói hạm thuộc hạm đội Biển Đen của Nga, đã bị bắn chìm khi đang được kéo về cảng sau sự cố cháy nổ ngoài khơi Ukraine. Sự kiện này được coi là tổn thất nặng nề với Nga cả về mặt tác chiến và hình ảnh khi chiến hạm Moskva được coi là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của hải quân Nga. Ukraine sau đó tuyên bố vũ khí dùng để bắn chìm sói hạm Moskva là tên lửa diệt hạm R-360 Nestin. Mẫu tên lửa này được Viện Thiết kế Lít của Ukraine lần đầu công bố tại một triển lãm quốc phòng ở thủ đô Kiev năm 2014, nhưng khi đó không được chú ý. Nhờ việc đánh chìm sói hạm Moskva, Nestin trở nên nổi tiếng trước cộng đồng quốc tế và nhận thêm nhiều sự quan tâm từ quân đội Ukraine. Thứ trưởng quốc phòng nước này, Trung tướng Ivan Harilius, hồi tháng 12 năm 2023 cho biết Kiev đang phát triển phiên bản nâng cấp của tên lửa Nestin. Chúng tôi đang thực hiện dự án có tên Nestin dài, phiên bản chỉnh sửa của tên lửa Nestin, tướng Harilius nói, song không tiết lộ chi tiết kỹ thuật của bản nâng cấp cũng như tiến độ của dự án, với lý do đây là bí mật quân sự. Nestin được chế tạo dựa trên thiết kế của tên lửa KH-35 từ thời Liên Xô. Viện Thiết kế Lít cho biết
Nếu tên được cải tiến đáng kể về tầm bắn và hệ thống tên lửa, có khả năng tiêu diệt tàu mặt nước với lượng dạng nước lên tới 5.000 tấn. Quả đạn nếu tên dài hơn 5 mét, trang bị 4 cánh ổn định giữa thân, có tổng khối lượng 870 kg, trong đó đầu đạn nặng khoảng 150 kg. Quả đạn được đẩy khỏi ống phóng bằng tầng đẩy sơ tốc dùng nhiên liệu rắn. Trước khi động cơ phản lực tuabin MS-400 được kích hoạt, chúng nó đạt tốc độ cận âm và tầm bắn khoảng 300 km. Dựa vào tên của dự án mà tướng Harriet tiết lộ, chuyên gia quân sự David S. của Forbes nhận định Ukraine đang muốn chế tạo mẫu nét tên có chiều dài lớn hơn, tương tự điều một số nước khác từng làm với tên lửa hành trình nội địa. Bằng việc kéo dài tên lửa, Ukraine có thể bổ sung thêm chỗ chứa nhiên liệu cho động cơ, giúp tăng mạnh tầm bắn của nó, X nêu quan điểm. Phiên bản phóng từ đất liền của tên lửa diệt hạm Harpoon do Mỹ sản xuất có chiều dài 3,3m và tầm bắn hơn 120 km. Biến thể Harpoon Lux 1D được kéo dài thêm 0,6m, giúp tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa hơn gấp đôi. Nhà sản xuất cũng dịch chuyển cánh ổn định của biến thể Lux 1D lên cao hơn để duy trì khả năng cơ động và đặc tính bay của tên lửa sau khi được kéo dài. Theo chuyên gia X, việc cải tiến tên lửa nội địa sẽ giúp Ukraine duy trì năng lực tập kích sâu vào hậu phương Nga mà không phải phụ thuộc vào vũ khí phương Tây. Trong bối cảnh Mỹ, nhà viện trợ hàng đầu của Kiev đang gặp bất đồng trong việc thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine và khó có thể chuyển giao thêm tên lửa tầm xa trong thời gian tới. Ukraine sẽ cần phải sử dụng nhiều hơn tên lửa nội địa và nét tin dài là một trong số đó, X nhận định. Bản tin tiếp theo, nhân chứng kể khoảnh khắc nhà cửa chao đảo trong động đất ở Nhật. Các nhân chứng nói, động đất ngày càng đầu năm tại Nhật có rung chấn mạnh, xảy ra liên tục khiến nhà cửa rung lắc dữ dội. Nhật Bản ngày 1 tháng 1 hứng chịu 155 trận động đất trên toàn quốc, chủ yếu ở khu vực miền Tây, trong đó mạnh nhất là trận 7,6 độ ở tỉnh Ishikawa. Loạt rung chấn xảy ra vào ngày đầu năm mới, thời điểm hàng triệu người Nhật tới thăm đền, chùa Cầu Mai. Một người đang đi cầu mai tại đền Kenta ở Hakui, thành phố Nagakawa, điểm du lịch nổi tiếng tại Ishikawa, cho hay cảnh tượng rất đáng sợ khi ngôi đền liên tục rung chuyển. Nhiều nhà cửa ở thành phố Wajima, tâm chấn trận động đất, bị hư hại, đổ sập, đường xá hư hại với nhiều vết nứt, trong khi người dân hoảng loạn tìm cách sơ tán. Ngay khi rung chấn xảy ra, Ayako Dakai cùng chồng và hai con lập tức sơ tán đến trường tiểu học lân cận. Tôi từng trải qua trận động đất lớn năm 1995, nên hiểu rõ sơ tán là an toàn nhất. Chúng tôi vẫn chưa thể quyết định khi nào sẽ về nhà, Dakai nói tại ngôi trường 4 tầng chật kín người lánh nạn. Trận động đất cũng làm rung chuyển các công trình ở thủ đô Tokyo, cách Wajima khoảng 500 km. Ban đầu, mọi người còn đùa nhau rằng trận động đất xảy ra đúng ngày đầu năm mới, nhưng sau đó là các đợt rung chấn rất mạnh và dữ dội, xảy ra liên tục và không giống động đất bình thường, nguy hiểm hơn nhiều, Daniel Smith, nhân chứng ở Tokyo kể lại. Cơ quan khí tượng Nhật Bản, CMA, phát cảnh báo sóng thần ở các tỉnh ven biển, kêu gọi người dân nhanh chóng sơ tán đến vùng cao. Các đài truyền hình nước này lập tức chuyển sang chương trình đặc biệt. Nhà cửa, đồ đạc đều quý giá, nhưng mạng sống quan trọng hơn tất cả. Hãy lập tức sơ tán lên vùng đất cao nhất có thể, người dẫn chương trình của đài NHK nói. Khoảng 100.000 người ở 9 tỉnh ven biển được lệnh sơ tán, có đợt sóng cao khoảng 1 mét và sau đó ập vào vùng biển phía Tây Nhật Bản và phía Đông Hàn Quốc. Hàng nghìn người vẫn trú ẩn trong nhà, thể chất của các trường học. Khi rung chấn xảy ra tại Ishikawa, nhiều người hoảng loạn trú ẩn trong ra tàu điện, siêu thị. Nhà cửa rung lắc mạnh đến mức tôi chưa từng thấy trong đời, một người đàn ông lớn tuổi ở Wajima nói. Cảnh tượng trong nhà thật khủng khiếp, tôi vẫn sống, có lẽ phải bằng lòng với điều này. Ngay khi điện thoại phát cảnh báo động đất, rung chấn xảy ra khiến tiếng vang khỏi mái nhà, phương tiện, các công trình rung chuyển, có thể nghe thấy rõ tiếng cửa sổ va đập. Tất cả đều hoảng loạn, Johnny Wu, du khách Đài Loan, kể lại khoảnh khắc động đất ở Nagano. Giới chức xác nhận ít nhất 30 người thiệt mạng, thương vong có thể tiếp tục tăng lên. Các nhà mạng lớn của Nhật Bản đã phát sóng wifi miễn phí tại các tỉnh bị ảnh hưởng. Giới chức đã dỡ toàn bộ cảnh báo sóng thần, nhưng vẫn có ít nhất 6 trận rung chấn mạnh được ghi nhận trong sáng nay. Nguy cơ lở đất và sập nhà ở những khu vực rung lắc mạnh và ở mức cao, người dân cần duy trì cảnh giác trong vòng một tuần tới, lãnh đạo Jima nói. Thêm rằng, nhiều trận động đất lớn có thể xảy ra trong tuần này, đặc biệt từ 2 đến 3 ngày tới.
Takashi Wakabayashi, nhân viên cửa hàng tiện lợi ở Ishikawa, nhớ lại khoảnh khắc hoảng loạn khi hàng hóa rơi khỏi kệ rút rung chấn tấn công, xong cho biết vấn đề lớn nhất là dòng người đổ về mua yếu phẩm sau đó. Họ mua nước đóng chai, cơm nấm, bánh mì. Chúng tôi ghi nhận lượng khách gấp 3 lần ngày thường, anh nói. Bản tin thứ tư, Nhật Bản hứng chịu 155 trận động đất trong gần 24 giờ qua. Giới chức Nhật Bản nói rằng nước này đã trải qua 155 động trận động đất kể từ ngày 1 tháng 1, trong đó mạnh nhất là trận 7,6 độ ở tỉnh Ishikawa. Nguy cơ lở đất và sập nhà ở những khu vực rung lắc mạnh vẫn ở mức cao. Người dân cần duy trì cảnh giác trong vòng một tuần tới. Nokuro Kamatani, lãnh đạo bộ phận giám sát động đất và sóng thần thuộc GMA, nói trong cuộc họp báo hôm nay. Quan chức GMA nói rằng hoạt động điện chấn đã diễn ra ở khu vực này suốt hơn 3 năm và có thể còn tiếp diễn. Chúng ta vẫn cần cảnh giác với sóng thần nếu xuất hiện động đất lớn ở đáy biển, bà Kamatani nói thêm. GMA đã gỡ bỏ toàn bộ cảnh báo sóng thần do nhận định không cần đợt sóng lớn nào, nhưng cảnh báo người dân cẩn trọng khi làm việc ở khu vực ven biển và ngoài khơi do mực thủy triều có thể thay đổi nhẹ trong vài ngày tới. Thông báo được đưa ra giữa lúc lực lượng cứu hộ Nhật Bản chật vật tìm cách tiếp cận những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận động đất 7,6 độ tại tỉnh Ishikawa chiều ngày 1 tháng 1. Sở cảnh sát tỉnh Ishikawa thông báo ít nhất 8 người đã thiệt mạng. Giới chức các địa phương cũng ghi nhận nhiều người bị thương và nhà cửa sập đổ tại 5 tỉnh gồm Ishikawa, Niigata, Fukui, Towayama và Gifu. Đây là một cuộc chạy đua với thời gian, cần cứu trợ những người gặp nạn càng sớm càng tốt, nhớ là những người đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói trong cuộc họp khẩn nhằm ứng phó thảm họa. 1.000 binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã được điều động đến đống đảo Noto, khu vực thiệt hại nặng nhất do động đất. Nhiều tuyến đường chủ chốt đã sạt lở và bị động đất đá chắn ngang. Một sân bay tại khu vực cũng ngừng hoạt động do nứt đường băng. Hàng loạt chuyến tàu và chuyến bay qua khu vực cũng bị đình chỉ. Truyền hình Nhật Bản NHK nói rằng các bác sĩ không thể đến bệnh viện ở thành phố Shizu trên bán đảo Noto, địa điểm gần tâm chấn nhất. Cơ sở này cũng đang phải vận hành bằng máy phát điện dự phòng do nguồn điện bị cắt trong trận động đất. Đám cháy bùng phát tại trung tâm thành phố Washima thuộc tỉnh Ishikawa đã hoàn thành gần một ngày và phá hủy hơn 100 công trình. Lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục nỗ lực dập lửa và đánh giá thương vong trong khu vực. Động đất mạnh 7,6 độ xảy ra tại vùng Noto thuộc tỉnh Ishikawa của Nhật Bản chiều ngày 1 tháng 1, khiến nơi này và nhiều quốc gia lân cận phát cảnh báo sóng thần. Các đợt sóng cao khoảng 1 mét đã ập vào nhiều vùng biển phía Tây Nhật Bản và miền Đông Hàn Quốc. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất ở trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Cuộc đua Nhà Trắng có thể định đoạt tương lai TikTok ở Mỹ. TikTok đã trải qua năm 2023 nhiều biến động tại Mỹ, nhưng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 có thể giúp ứng dụng này trỗi dậy. Đầu năm 2023, số phận của TikTok tại Mỹ đã bị thử thách khi chính quyền một số bang tìm cách áp đặt các biện pháp hạn chế sử dụng nó, việc dẫn mối lo ngại về an ninh liên quan tới Trung Quốc. Bang Monita thậm chí đã ban hành lệnh cấm TikTok trên phạm vi toàn bang. Tuy nhiên, hiện tại, TikTok dường như vẫn sẵn sàng cho năm 2024 với nền tảng vững chắc hơn khi không chính phủ đảng nào tại Mỹ muốn bắt đầu năm bầu cử bằng cách cấm một ứng dụng có tới 150 triệu người dùng, chủ yếu là thanh niên. Ứng dụng này đã sống sót sau một năm mà trong đó tổng giám đốc điều hành CEO của nó phải điều trần suốt 5 tiếng tại Quốc hội và nhận định về vô số chỉ trích. TikTok đã bị cấm cài đặt trên thiết bị của nhân viên chính quyền liên bang và các nhà lập pháp vẫn tiếp tục kêu gọi mở rộng hạn chế, gọi nó là phần mềm gián điệp hay thuốc phiện kỹ thuật số. Mặc dù những trở ngại chưa biến mất, dường như chúng đã giảm bớt đáng kể, giới quan sát đánh giá. Một thẩm phán liên bang đã chặn lệnh cấm TikTok ở Monata vào cuối tháng 11. Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew gần đây cho thấy số người Mỹ ủng hộ lệnh cấm TikTok của liên bang đã giảm so với hồi đầu năm. Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua luật xử lý các ứng dụng có nguồn gốc nước ngoài như TikTok trong năm 2023. Các sự kiện rõ ràng đã ủng hộ TikTok khi bước sang năm 2024. Lần đầu tiên, TikTok sẽ trở thành trọng điểm với vai trò ứng dụng cung cấp tin tức chính trị quan điểm trong năm bầu cử. Đây là con đường vô cùng trong gai. Kathy Harbin, nhà sáng lập kiêm CEO công ty chính sách công nghệ Anchor Sen nhận định,
họ sẽ phải đưa ra những quyết định mà các công ty như Meta hay Google từng phải làm trước đây. Các ứng viên sẽ muốn tiếp cận cử tri trên nền tảng này, giống như cách mà chiến dịch của Tổng thống Joe Biden đang làm với những người có ảnh hưởng trên TikTok. Habat trước đây là giám đốc chính sách công cho các cuộc bầu cử toàn cầu tại Facebook, đây là Meta. Bà cho biết đảng Dân Chủ và Cộng Hòa sẽ đều cần đến TikTok để tiếp cận nhóm cử tri trẻ tuổi. Ứng viên Tổng thống đảng Cộng Hòa Nikki Haley, người từng kêu gọi cấm TikTok, chắc chắn sẽ phải làm ngược lại trong chiến dịch tranh cử. Suy cho cùng, ai có được cử tri, người đó sẽ giành chiến thắng, Habat nhận định. Dù vậy, Habat dự đoán TikTok vẫn sẽ phải đối mặt với những quy định khó khăn tại Mỹ trong năm tới. Các cuộc thảo luận xung quanh việc TikTok bị phải thoái vốn khỏi ByteDance, công ty mẹ ở Trung Quốc, dường như đã lắng xuống, nhưng đề xuất này vẫn chưa bị giới chức Mỹ loại bỏ hoàn toàn. Trong khi phần lớn các cuộc tranh luận về TikTok tập trung vào mối quan hệ giữa ứng dụng này với chính phủ Trung Quốc, nhiều người trẻ ở Mỹ như Silver lại quan tâm hơn đến việc các công ty thuộc sở hữu của Mỹ bị chính phủ tác động, đặc biệt là về các chủ đề như chính trị Trung Đông. Ví dụ, các ứng dụng thuộc Meta đã bị cáo buộc ẩn khỏi những nội dung về Palestine khi xung đột Gaza leo thang. Chúng tôi hoài nghi những gì các công ty Mỹ đang làm, Thieu nói thêm rằng việc TikTok không thuộc sở hữu của Mỹ và không liên quan nhiều đến chính sách Mỹ cũng là điều khiến những người thuộc thế hệ của cô quan tâm. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Về ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới sẽ được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà bản tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.